Hiện nay, để rau sinh trưởng nhanh, bắt mắt, nhiều hộ trồng rau đã không ngần ngại sử dụng quá liều các loại thuốc kích thích sinh trưởng, vươn ngọn bắt chồi nhanh, giúp rau tăng năng suất. Trung bình, với những loại rau lấy ngọn như rau muống, mùng tơi, bí hoặc hành trồng ở ruộng thì phải mất từ 3 đến 5 tuần mới bắt đầu cho thu hoạch được. Nhưng nếu dùng thuốc kích thích thì chỉ sau một thời gian ngắn là rau có thể đạt độ sinh trưởng tối đa. Theo nhiều người, những loại thuốc kích thích rau được bày bán ở rất nhiều đại lý thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật nhưng không phải ai cũng có thể mua được. Để tìm hiểu về công dụng thần kỳ cũng như tác dụng thực sự của những loại thuốc kích thích tăng trưởng này, phóng viên Dân Trí đã tìm đến một đầu mối chuyên cung cấp các loại thuốc bảo vệ thực vật tại một vựa rau nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội. Khi được hỏi về loại thuốc kích vọt rau, ban đầu người bán hàng này còn tỏ ra khá e dè, nhưng ngay sau đó, khi biết chúng tôi có ý định mua với số lượng lớn, thì người này đã nhiệt tình tư vấn. Theo đó, loại thuốc thần dược giúp rau vươn dài nhanh có nhiều loại, trong đó loại kích vọt rau giúp ngọn mập có giá là 9.000 đồng một viên, được gọi dưới cái tên là viên sủi tàu, có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại thứ hai dạng bột giúp rau vươn nhanh, bóng, có giá là 6.000 đồng trên một gói. Loại này chủ yếu được sử dụng cho rau muống, bí hoặc đỗ. Theo quảng cáo của người bán hàng, thì chỉ cần 1 đến 2 viên sủi hòa với khoảng từ 4 đến 5 lít nước, thì chỉ sau một thời gian ngắn, rau sẽ đạt độ tăng trưởng mà người lần đầu tiên chứng kiến sẽ phải trố mắt ngạc nhiên. Thậm chí hiệu quả sẽ trông thấy rõ rệt chỉ sau một đêm phun thuốc. Hòa thì tỷ lệ thì mỗi một viên này cháu bơm một bình chục lít trở lên. Cháu chỉ cần mấy hôm là ăn được mà. Nếu mà hoa cúc mà lúc là cây của cháu gầy mà cháu thích béo, mập cây cho cây mập to cây này xanh lá này thì cháu bơm cái đấy. Rau cũng được đúng không cô? Rau được. Rau này là rau gì ạ? To cây rau gì cũng được, rau ăn lá chẳng hạn như rau cải ngọt rồi các thứ đấy. Cháu thích to cây béo cây thì cháu bơm vào thì nó sẽ lớn nhanh, lá nó to mà cây nó mẫm cây. Đấy. Để trấn an phóng viên, người bán hàng này cũng không quên tiết lộ, loại thuốc kích vọt rau này chính là bí quyết của hầu hết các hộ trồng rau, đặc biệt đối với các loại rau lấy ngọn như rau bí, mùng tơi hoặc rau muống. Để thử nghiệm công hiệu của các loại kích vọt này, phóng viên Dân Trí đã tiến hành thử nghiệm đối với loại rau mùng tơi. Vỏ rau mùng tơi được thả vào nước trước khi pha chế thuốc, chỉ dài khoảng 20cm, sau đó tiến hành thả viên sủi kích vọt hòa tan vào nước. Loại dung dịch này vừa được dùng để tưới lên lá, vừa để ngâm chân bó rau. Sau khoảng 14 tiếng đồng hồ, vỏ rau mồng tơi đã vươn dài ra khoảng 30cm, lá xanh mơn mởn, bóng mượt và trông rất bắt mắt. Đây chính là hình ảnh đối lập của rau trước và sau khi tưới dung dịch kích vọt. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, giáo sư Nguyễn Quang Thạch, giảng viên cao cấp của Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội khẳng định, nếu dùng những loại thuốc kích thích kích vọt quá liều lượng, về lâu dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là một loại hóa chất, thực chất bản chất nó là chất mineralin, có tác động làm giảm tế bào, làm ôn vọt tế bào, cho nên là đứng về mặt sử dụng thì nên tránh sử dụng làm thực phẩm. Thực ra là người ta chưa tìm thấy cái ngưỡng gây độc của nó, cái ngưỡng gây độc của nó rất là cao. Cây mà ông dùng quá thì nó tăng vọt lên, nó tăng như thế thì coi như là trông nó có vẻ là to, nó đẹp, nhưng mà thực sự ra nó không có chất dinh dưỡng gì cả. Mà nếu là hóa chất nhiều thì nó đều độc hại đó.